Ủa coi nè. Ủa hết biết luôn rồi. Ý, nhiều luôn coi nè ơi. Ủa coi nè. Ủa một cọng luôn. Coi nè, cọng không nổi luôn á. Hello, xin chào cả nhà đến kênh của em nha. Hôm nay em chuẩn bị thao em đi dở mấy cái sợi dây em đặt hôm qua cả nhà. Cái sợi dây em đặt bằng mồi sát mắm rồi cả nhà, với hộp vịt mà nó hơi bủng bủng rồi đó, nó có mùi vậy đó. Em để em pha vô, em đặt chung vô, em cho nó nhẹ cá cả nhà. Bữa nay em bơi xuồng đi thăm coi. Ồ, đậu của người ta ra trái quá trời luôn cả nhà ơi, một vườn đậu luôn kìa, sắp tiếp trái luôn. Người ta trồng đậu sen với ở trên bờ, ở dưới ruộng người ta trồng lúa, rồi ở trên trên mẫu này cả nhà, người ta xen kẽ với đậu nè, dừa nữa, tặng mình tăng thêm cái thu nhập á. Bây giờ lên đây mình thăm mấy cái sợi dây của em cả nhà, sợi dây em mới mới mua được mấy cái sợi dây. Bữa nay hôm qua đi khai trương đặt thử rồi, bữa nay em đi thăm luôn nè. Mấy cái dính lòng á, qua chạy ra chợ mua về cái sợi dây về đặt thử. Thấy mà các anh hàng xóm đặt dính quá dính luôn á. Mình đặt mình lựa chỗ ngon ngon á cả nhà, ở chỗ mà có bình với ba cái. Em đặt hôm qua em để mọi sáng mắm vô vòng vòng phía ngoài này nè, phía trong luôn á. Ủa có này cả nhà ơi, con bọn cái gô quá nè. Ủa vô cũng nhiều cái gô quá thôi nè. Ủa mà cái gì này mình chút ra cái đầu nào ta, để em coi kìa. Mới mua về nên em không biết cái chút ra cái lỗ nào nữa. Để em coi cái này là cái đầu người ta ấy lại. Ý cái gô này nó nhỏ nhỏ không, nó muốn lọt lỗ luôn cái nhà ơi nè. Ê vậy là mình chút cái đầu này nè cái nhà ơi. Ôi có phải vậy. cái gai nhấp chân này. Ôi ôi cũng bộn quá cái nhà. Ý vô cái chừng 20 cái gô ta ơi, mà sao nó nhỏ xíu con ta. Nhỏ xíu mà nó ấm nhất không à. Có cái gô nào mời chân cái nhà, cái nè, coi gô 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 không hả, để em bơi em đặt lại, kệ đi cả nhà ơi, miễn sao mà có dính được à. Sớm đặt chỗ này để em bơi xuống đây, em đặt ở chỗ bụi được bình nè, bụi bự này nè, mình đặt lại ngày mai mình đi thăm nữa. Nhà cái mồi sát mắm em có đem theo vô để trong keo nè. Quá trời luôn, em chơi đầy một keo luôn nè. Ôi ui, mà nó có mùi, nó có mùi quá trời luôn á. Để em để vô đây một miếng rồi em đặt lại. Em gắt vô đặng cho nó có chủ yếu là cho nó có mùi rồi cái nhà ơi. Quá trời nó hôi luôn á. Gắt lên hơi gì nè. Bắt đầu mình lại đó mình đặt, cái bắt đầu mình gắt vô vòng vòng cái nữa, vòng vòng cái lọt cái nữa, vòng vòng cái sợi dây này cái nữa cho nó có mùi, cho nó có mùi đặng cho cá nó bắt mùi á, bắt mùi nó lại nó vô cái sợi dây của mình. Để giờ em gắt bên đây vòng vòng vô đây miếng đi cả nhà ơi. Trên này nè. Quá trời cái mùi luôn cả nhà, nó nọng lên nó mũi em luôn á. Rồi vậy là ok đấy cả nhà ơi. Mong là chuyến sau này em đi thăm nó sẽ dính con cá gô bự bự hơn cả nhà. Gô quá nhỏ luôn á. Đây đi đem miếng. Dính mới được cá gô mời mà bự bự cả nhà. Nhờ kho lẹt rồi ăn cũng ngon. Ồ mới đây mà nó quậy bọt bèo gì lên quá trời luôn. Dạ lên đây em thăm cái đằng kia luôn. Ồ cái tay rửa rồi vẫn còn mùi á. Về phải chà cho bông rất nhiều, cũng độ nhiều cho bông vô cái này. Bây giờ đây em sẽ thăm cái đằng kia luôn. Ủa này trái luôn. Mới gà trái nè, kêu mới gà trái non, chưa có được mà chín đâu.
Cái này là đậu xanh lòng đen này cả nhà. Mắc lắm nha, cỡ này là 30 mấy ngàn một ký luôn á. Y bông lục bình đẹp quá trời luôn nè. Mình hái mấy bông lục bình này về mình luộc ăn được cả nhà ơi. Rồi em lại bơi về dạy đằng kia gặp hái gì vậy bông. Đấy cái này là không biết chín. Ủa ơi nhảy quá trời luôn nè. Quá rồi. Ui. Ê, cũng bỏ mà. Nè, hấp biết luôn á. Cái gô này nó làm như nó hay bị nhỏ này cái nhà, không được bự, muốn lọt lỗ luôn vô mà muốn lọt mà không ra được. Ý dở là gì mà vẫn còn mùi luôn sao. Ôi cái này nó lại bị kẹt quá. Ý. Ôi chúng nó cũng bọn quá vậy nè. Hấp biết cái gô luôn cái nhà. Cái gô này mà được cái cô mời bự bự cái nhà mình làm gì ăn cũng ngon chứ. Ê cũng bọn quá nè. Ôi nhóc cái trơn luôn á. Cái này là cỡ 2 ký mấy gì đó. Cỡ 1 ký mấy gì đó cái nhà. Mà cá sao nó không được bự không. Vô cái nhỏ không à. Cái này chắc em đem về em làm cái mồi cho cá. Cái chơi nhà ăn quá à. Nhỏ quá gì đây mình mặn cái nữa là nó còn chút xíu luôn cả nhà. Chứ cái này nó hơn cá này nó hơi bị ốm nữa nè. Không có được mập. Cá mà đậu mùa mà cái gô mà mình đậu mùa mà nước lên nó là cá mập mập ú không à. Cá này nó ốm mà nó cái này mình mặn ra chắc nó hơi bị cứng nè. Ê hay là cái này em đem về em chiên phùng được cả nhà ơi. Chị nè em để nguyên con dịm chiên phùng ăn chị ngon ạ. À. Bơi vô đặt lại chỗ đó. Chỗ đó thấy cũng nhảy quá nè, hôm đặt lại chỗ này cái nữa đi. Mình đặt cái trong chứ. Từ nào mà đi thăm mà không có dính ở cái nhà thì mình hay giờ chỗ khác. Cái này em đặt giờ chứ chị đem đây chứ. Cái này mình đặt rồi mình gắt cái mồi lên luôn. Em sợ nhất là mở cái keo này ra nào quá trời mùi luôn. Ôi ôi, chế vô một cái mùi nó quá trời luôn, nó nồng lên nó mũi luôn cả nhà. Em làm cho một keo nè, làm keo một cho một keo mắm luôn. Mình bơi dạy đây đằng kia mình thăm cái đằng kia nữa. Cá gô mà mình để nguyên như một chiên phùng á, thôi là mình nổ muối cả nhà, mình gan muối ngon lắm đó. Gan muối mình chấm với mấy chiên chanh, mà mấy con này nó hơi nhỏ, mình chỉ có thể làm vậy thôi. Nhỏ mặn ra gọi nó ngồi cái nhiêu chứ. Gan kết thôi trời, thì là tại vì nó xe lạnh cái nhà với chiều này, mà cái này bớt lạnh hơn mọi bữa rồi. Mọi bữa trời lạnh hơn mất tắm bằng nước ấm. Trời cái này cũng bớt lạnh này nắng rồi. Mọi bữa họp hổm mấy bữa trước có mưa hoài luôn á mọi người. Không biết chỗ mọi người có mưa không chứ chỗ em mưa hoài luôn. Thì vậy lại đây mình thăm cái đằng kia. Mong là cái này có dính nhiều con cá rô bự bự đằng em vô em coi lạc. Thèm cá rô coi lạc. Cái nhà cái khu mời bự bự coi lạc không. Ủa cái nè. Ôi hết biết luôn rồi. Ý, nhiều luôn cái nè ơi. Ôi. Cái nè, ôi một cọng luôn. Cái nè, cọng không nổi luôn á. Ghê không? Ôi, quá trời nhiều luôn. Ý, cái này nhiều dữ ta ơi. Ủa cái này có ký mấy vậy ta? Cái nè. Hết hồn luôn á. Cái này nhiều gấp đôi hai cái hồi nãy luôn cái nhà. Hết biết luôn nè. Ủa cái này mà con cá gô nó vô nó cũng không được bự hung đó mọi người. Cái gô này nó hơi nhỏ nè, phải mà bự một cái là ngon lắm á. Nè. Nó gôi gôi không à. Hết rất nhiều luôn cả nhà ơi, cần cả ký mấy luôn cả nhà.
cái đầu tiên em khai trương mà vị là ngon lắm rồi đó. Quá trời luôn. Ê, con nè hết biết luôn không? Đổ ra một thao luôn á. Mà cá không được bự hung nhỏ nhỏ không à. Không dạy cho em đặt chúng cái gì cũng cái nhỏ không mà mọi người. Đi có cái hộp mít ở ngoài nó cũng cho dính vô cái sợi dây này. Ồ cái này mà cá bự là cũng bổn cá lắm á ta. Coi nè. Xuống nửa thao cá luôn á. Bơi vô đây đặt luôn. Đi bơi lại cái chỗ. Chỗ này được. Chỗ có cây cây này thử cho nó sao. Để vô miếng mùi xác mắm nữa. Ý, quá trời luôn á. Còn nhiều đây để dành mai mốt mình sử dụng nha. Dài vô luôn cả nhà ơi. Ý, cá nhỏ nhỏ thôi mà cả nhà nói giờ không được có cá mua mời nào ngon ngon chứ. Cái thao cá này cũng cỡ 3 kg ta, 3 kg được á. Thao luôn á. Mà nó không có được bự hung nhỏ nhỏ thôi mà. Cả nhà theo dõi clip như này đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em nghe, đăng ký để theo dõi video tiếp theo của em nghe cả nhà.